Chào cô chú anh chị và chào anh em. Thì anh em hỏi mình thì nói chung cũng hay lắm. Thì anh em mình nó thì làm ví dụ mình muốn vuốt cái cây này nè ra nè. Đó. Có 6 7 anh em hỏi ha. Khi mình vuốt làm sao cho nó nhọn này ra, mình không có cái búa là nhọn ha. Thì anh em nói tại vì mình có cái búa này thì mình đập xuống như vậy thì nó dễ ra ha. Đó, rồi anh em không có cái búa này sao mà làm được. Đó, anh em thì thắc mắc thì mình cũng xin trả lời luôn. Thì hôm nay mình cũng sẵn đây, mình lên luôn sẵn làm cái dao anh Trực, rồi mình hướng dẫn luôn anh em luôn ha. Thì tức là cái búa này nó dẹp quá, anh em mình đập thì nó không ra đúng không. Rồi thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ làm cho anh em một cái clip này nhỏ và hướng dẫn tận tình cho anh em mình ở nhà mình tự làm ha. Ví dụ cái dao mà lỡ nó có gãy cái cây muốn bấm ở đây, mình bấm lại đây là mình làm đặng vô cái cán đúng không. Đó thì anh em hỏi vậy là chắc vậy rồi. Cái anh gì, anh Linh gì đó, anh Linh với anh Hoàng á, thì tức là nói nhà có cái dao rồi mà bây giờ nó tại nhắn tin không bỏ dấu rồi mình không biết, cái đó chắc là nói là gãy cái cây. Thì anh em mình cũng như không có cái cây đây, thì anh em mình vô lửa mình bấm này đúng không, vuốt này ra mà nó ngắn quá phải không, nó có 3 phân mình vuốt ra, với mình vuốt nhiều lửa quá thì nó ốm đi. Đó thì anh em mình sẽ hướng dẫn sẵn đây, hướng dẫn anh em luôn. Rồi ok, mình dục cái dao này qua bên. Rồi mình có một cái dao rồi, đây cái dao mình đã vô lửa rồi ha. Thì anh em mình tiến hành, mình giờ mình đốt đốt đi rồi mình sẽ làm cho anh em mình xem. Đó phần trui thì anh em mình cũng có biết chút ít rồi đúng không, thì chừng nào tới trui thì anh em mình không gành thì tôi muốn thử thép như thế nào thì anh em mình cứ điện qua Zalo đi ha, gọi qua Zalo đi rồi mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Đó giống hệt như cái dao mình gãy cây rồi mình sẽ bắp nó dày đây ha, để một chút xíu nữa mình bấm đốt thêm nữa cho anh em, nặng cho anh em ở nhà mình tự làm công việc ở nhà mình tự xử lý những cái dao ở nhà mình, khỏi đem thợ thầy gì hết. Đó là một cách này, một cách cách thứ nhất, còn nhiều cách mà để làm cái cây này ha. Rồi đó, bây giờ trước tiên thì mình đốt đỏ như vậy rồi ha, rồi mình sẽ lấy cái cạnh búa mình sẽ quýnh vô đây, đây cái cạnh búa mình sẽ quýnh đây ha, đây đó anh em mình lấy cái cạnh này thôi ha. Đó mình đập cái cạnh rồi nó sẽ ra cái dấu như vậy đây. Đó anh em thấy không? Đó, mình sẽ lấy cái cạnh này thôi. Đó mình để nghiêng cái búa ha. Đó. Đó anh em thấy chưa? Đó, trong khi đó mình đập rồi nó sẽ ra nhiều cái đường vậy nè. Đó anh em cứ đập đại. Đó, bây giờ mình sẽ đốt tiếp nữa ha. Đó cho anh em xem cho kỹ. Nhưng mà mình đốt đừng để cho nó cháy nha. Đốt bằng ga, bằng củi, bằng ga miễn gáo, hay hoặc là mình đốt bằng gió đá gì, nhưng mà không có để cho cái cây mình cháy. Nó cháy rồi nó sẽ giòn. Đây mình làm trực tiếp luôn nha. Đó. Rồi anh em đập nữa, đập khoảng chiều này một cái, khoảng ít thôi nha. Rồi tiếp tục dần nữa. Đó. Dần đại đi không sao. Đó anh em thấy chưa? Đó. Đó bây giờ mình dần vậy, bây giờ mình dần láng lại ha. Rồi đốt một lửa nó mình dần láng luôn. Rồi bây giờ mình cứ ấy, nó cũng dài ra rồi. Rồi anh em mới đập nè, đập nè, đập bên đây búa, đập bên kia búa, nó đập bên đây búa, rồi đập dẹp ra, nó đập lại chiều này, nó đập, cái này là mình làm thủ công cho anh em xem thôi, cái này mình vô máy là mình đập búa máy mà mình đập tăng là nó sẽ rồi thôi ha.
Đó, chị nó có 6 7 ly này, đập múa máy tăng một là rồi. Đó anh em thấy mình có cái cai chưa? Đó, hồi nãy nó vậy rồi bây giờ mình đập lại vậy nè, bây giờ mình vô lửa mình làm lại cho nó láng nó đẹp lại tí nữa ha. Đó. Anh thấy chưa? Đó. Rồi thì bây giờ mình sửa láng lại một cái nữa anh em. Ha. Cầm nhớ cầm cho cứng nha. Đó. Nếu mình không có cái khoan thì mình đập cái này cho nó hơi nhọn nhiều ha. Tức là nữa mình vô cán cho nó dễ vô. Đập cho cái này cho nó hơi nhọn vậy nặng nữa mình vô cán, tại vì anh em mình có phan thì mình phan cái lỗ mình lấy tim, còn anh em mình không có thì mình lấy tự này mình làm tim luôn ha, mình không có nhiều đồ nghề á thì anh em mình làm vậy đó. Thì cái cách mà mình làm cho vậy nói chung nó đỡ lửa mà cái độ nó giãn ra nhiều ha, nó không mất lửa mà thấy anh em mình đốt nhiều lửa thì cái này nó sẽ cục đi và nó mỏng đi ha. Đó, đốt nhiều lửa thì nó dợp nhiều lửa anh em đó. Rồi bây giờ mình chỉ vô nữa mình mứt nó nhẹ ăn cái nữa, tại vì cái đoạn này nó còn nu nè, chính giữa này nó còn nu nè ha. Đó. Đó anh em thấy không, đây nè cái đoạn này nó còn ấy da, cái đoạn này nè chỗ này nè nó còn nu nè, mình đập chỗ này lại một cái nữa ha. Rồi đó thì anh em mấy anh em thấy chưa, 5-6 anh em gì đó hỏi ví dụ cái cây bị gãy ha mình làm sao ha. Đó thì đây một cái cách thứ nhất là anh em là bấm cái cây như vậy đó, cái cây mà lỡ như vậy mà nó có gãy ngang đây hoặc nó có gãy ngang đây thì anh em mình bấm vô đây ha. Đó ví dụ mình bấm vô khoảng nhiêu đây rồi anh em mình tiếp tục mình lấy cái đầu mình chặt ở đây mình làm cái cổ nữa ha, vô từ từ vô dù cái cổ ở dưới hoặc cái cổ ở trên thì anh em tùy theo cái cách mà mình chặt vô, thì nó gãy ngang đây thì anh em phải bấm ngay đây phải không, thì mình cắt cái cổ nó vô đây đó. Thì anh em làm thì lưu ý cái điều đó, nói chung cái gì phải cẩn thận nha. Đó mình mới cắt cái cổ này mình làm cái cổ mình bấm vô tới đây, nhà bấm rồi mình hãy cắt cái cổ nha, đừng có cắt cái cổ rồi mình bấm mình khi nó bị lệch nha. Đó rồi chúc anh em thành công nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình làm luôn, rồi làm nguội vô cán luôn cái dao anh trực, rồi xong mình đi test nhẹ luôn. Là bữa nay nói chung là dao anh em là làm hầu như nó muốn ấy rồi, thì chút xíu anh em mình có gì nói sao ha. Rồi bây giờ cái phần này rồi bây giờ mình chờ nguội đi, mình đi làm nguội luôn ha. Cái dao này nó đã hoàn thiện rồi ha, đó mình đập nó hoàn thiện hết rồi, sửa sơ sơ lại nữa là anh em cái dao của anh trực đã xong rồi. Ok rồi cô chú anh chị mình ơi, dạ anh trực ơi, thì bây giờ dao mình đã làm xong ha. Đó. Dao này anh trực anh yêu cầu làm bằng đồng đỏ ha, khâu bằng đồng đỏ đó, khâu đồng đỏ đẹp quá anh trực ơi. Đây cái dao này có gan tay hơn gan tay của chú chị ha, đó gan út của con nè ha, tại vì anh để anh chặt mấy cái buồng dừa mà khi đó giật xuống bằng cái cu lim của mình á, cái cu lim giật nguyên buồng xuống nó gớt nguyên buồng rồi mình mới chặt xả ra từ trái với cái dao này ít nhiều thì nó cũng có chặt dừa nạo luôn ha. Này chai đồ nhẹ không à, dừa nạo là khi mình đi vô trong vườn thì mình khát nước mình chặt bên trái hay trái thì chủ vườn đâu có ấy, mình ăn rồi mình úp tại gốc mà đâu có, nó xứ dừa mà đâu có ăn quan trọng ha. Rồi thì bây giờ mình test nhẹ nhẹ chơi cô chú anh chị mình thử giấy trước ha. Rồi thì đây trước tiên mình kiếm cái miếng giấy mình làm mấy miếng nhát chơi ha. Thấy không anh trực, cái độ của anh nói chung là xong rồi ha. Lấy trước một cái cu lim và một cái dao này ha. Rồi đó, tức là cô chú anh chị giống như cái buồng này buồng dừa nè đó, rồi bắt đầu cái trái nó đeo theo cái cuốn này rồi mới chặt cái này cho nó gớt cái trái xuống của chú anh chị nè, giống như chặt vậy ha. Đó
nó chặt ra cái nhánh vậy đó, đó cô chú anh chị. Đó. Trong cái nhánh này cái buồng dừa nó đậu trái trong đây, năm ba trái gì ở đậu xả này ra, cái trái nó rớt ra đặng người ta mới vít ta đem lên xe ta chở đi hoặc ta điếm ha. Đó cô chú anh chị. Thấy không anh Trực? Cái gì vậy? Đây vậy. Đó. Đó mình chặt nhẹ nhẹ cho cô chú anh chị mình xem thôi. Chứ cái này mà gốc tẹt 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 thì nó chạy ngay nè nè nè. Vậy ha. Đó. Rồi còn cái cùi không về ta mới dục nè. Đó tới nào trái người ta mổ ra. Đó cô chú anh chị, ở đây nói cho những anh em không biết ha, nhiều khi không có ở xứ dừa mình không biết. Nhiều khi nói vậy chứ nhiều người cũng họ đâu có phải là ở chỗ nào cũng có dừa ha anh em. Rồi thì bây giờ tiến hành qua đây mình làm nhẹ nhẹ chơi. Thì cũng ngay cái điểm hẹn luôn. Điểm hẹn lại lên. Đó, điểm hẹn lại lên. Điểm hẹn lại lên để vào đây kiếm khúc cây cái mới đã. Ôi, dễ tiếp nữa cô chú anh chị ơi. Chặt bảy mấy nhát chơi. Mấy nhát chơi. Giờ thử qua cũng dù u nữa đi ha. Có anh em cũng nói là chặt cây cho cứng cứng, tại vì dao này dao mỏng mép anh chị. Tại vì dòng dao này dòng dao nhọn mỏng mép không à. Đó. Dao này dòng dao mỏng mép ha. Đó. Này cây làm cán ha. Đó. Rồi thử mấy nhát anh Trực ơi, anh Trực xem nha. Trời ơi cái cây này nghe ơi càng quá ha. Mình thử cái độ thứ nhất là độ bén rồi, thì thứ hai nữa mình thử cái độ coi nó chịu coi nó cỡ nào ha. Cứng dữ vậy trời cây này. Cứng dữ trời. Thiệt mà. Quá cứng. Rồi bay mất cái cục luôn. Dính cái cục luôn. Quá trời cứng, cái cây này cứng quá. Quá trời cái dao anh Trực ơi. Cứng cái kinh thì cái cây này cứng quá vậy, chặt nó đậm băng băng. Ôi trời cũng bằng trang luôn anh em ơi. Ôi trời. Trang luôn Trực ơi. Dao này mỏng mép anh Trực ơi, chặt con dừa nha, tại mình để mình xài cái mấy chuyện. Công chuyện một cái công chuyện cái này đồ nghề của anh. Anh không có đụng vô cái gì, tại mình muốn test cho anh em thấy thôi. Thứ nhất là mình thử cái nước trôi mình coi nó có đạt chưa. Đó. Đó. Coi nó có mẻ nhâm nhâm hay là nó có quéo hay gì không nè.
có díu qua díu lại không đó. Cái cầu dừa này thì đụng nít rồi nhé. Đây còn cái cùi nữa nè. Như vậy nó chặt. Kết. 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 Để nhẹ. Nhẹ. Để nhẹ cái anh trời ơi. Coi nó bóng dữ không? Bóng giỡn luôn ta ơi. Nhận cái dao này. Giữ thì anh trực ơi. Nhận. Anh chọn không 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 sai ha. Hay thiệt chứ. Đầu từ Trà Ôn Bình Minh Vĩnh Long ở bển mà hay coi mà đi bán dừa suốt ở Bến Tre vậy mà không 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 đặt cu lim mà cũng không 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 đặt dao, chạy qua Trà Vinh này đặt thiệt. Thiệt tình chứ. Thiệt tình cái ông này thiệt chứ. Lùa này xuống rồi. Quất mấy nhát luôn chú anh chị. Cây gì đâu mà. Tính cái cây nào của chú anh chị. Cây này cứng quá. Đâu thử cái cây này coi. Cây gì đây vậy. Trời ơi. Cái gì vậy ta. Khúc này quên này. Cái gì, cái gì cứng quá, nặng quá. Chơi khúc này luôn nha. Ôi ôi, cái gì vậy? Không sao. Bị hầm hình. Dạ thử rồi, bằng trang như cưa luôn. Đúng sững luôn ha. Quá trời anh trực ơi. Dao có lý ha. Trẻ nhát luôn. Ủa, không được. Sớ dù u á, của chú anh chị thấy nó dặn dặn nha. Cây này nó dù u tương đối với, nói chung là nó không mềm, nó cũng không cứng ha. Đó. Biết nó rồi. Khứa khứa ở đây một cái. Nãy gì có cái dầm nó dính nè. Lao nó một cái. Hổng gài bởi vì mà hổng không để ý. Quên. Đó. Anh chị bài bên bố cận quá, để con lấy cái cu lim, quên nữa, còn cái cu lim nữa ha. Quên cu lim đâu có làm gì, cu lim tép rồi, quên nữa. Thôi vậy con tới đây được anh Trực ơi ha. Chú anh chị mình thì thứ nhất á, thì con cũng có nói rõ về cái anh à, quên xin lỗi. Thứ nhất là cũng có nói về cái vụ mình làm cái cai rồi ha anh em. Thì anh em nào có cái gì thắc mắc thì anh em cứ alo cho mình nha. Rồi
Thứ hai nữa thì bây giờ cái dao anh Trực nó cũng làm xong rồi ha. Đó. Mình làm xong rồi. Thì tới nữa thì anh em mình sẽ làm luôn tới luôn cho anh em luôn ha. Đó. Rồi thì cái tới nữa cái đập đầu cây làm bữa nay là làm đập hết trơn luôn, bữa nay làm quá quải luôn. Dao này của anh Phúc Cồng An đây, còn bây giờ còn dao yếm nè, còn dao đúng cây nè, hai con dao này mới làm ha, mới đập cái nhíp xe này ra hai cái dao này rồi, hai dao sắc thịt ha. Đó, hai dao thái thịt, đó là cũng như phần anh Phúc đã đập xong. Đó, là của anh Phúc nha. Đây, thì của cái anh này là cái anh Vũ ha. Anh Vũ này anh ở Bạc Liêu. Đó, ở Vĩnh xã Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu. Đó, thì anh đập hai dao vuông. Đây. Hai dao vuông để mình đập xong rồi, hai con với một con dao yếm sắc thịt. Đó, đây mình cũng đập xong rồi. Đó. Còn khúc này để bữa nào em sẽ làm cho anh luôn anh Vũ ơi. Anh Trực ơi, lộn, sao kêu lộn xộn ở đây. Ba bốn người kêu hầu lộn. Đó. Còn khúc này để làm ấy luôn ha. Còn làm cho anh cây nữa đó, cặp này để cho anh kỷ niệm luôn đó. Đó. Rồi thì cũng như rồi của anh Trực thước đó. Đây, đã nói rồi anh Trực ơi, nói luôn ha. Đây. Đó, chú anh chị. Đó, con này nó có cái hình ha. Đó, chú anh chị ha. Thấy đường xá vậy đó. Đó. Thì đây cái chốt này em có chốt cho anh nè, chốt để làm dấu ha. Chốt này chốt đồng nè, đó. Đây cái chốt đồng này ha. Vô lửa rồi cái màu nó vậy á. Đó, thấy không? Đây là chốt đồng ha. Đó. Này để là làm dấu cho anh luôn, đó. Thằng nhớt nó dính. Đó, anh thấy không? Đó. Rồi, ngày mai anh lấy được rồi đó, anh Trực ơi. Ok. Rồi, xong. Bây giờ cái phần anh Trực xong rồi. Rồi cái phần của anh Phúc đập xong rồi. Rồi phần anh Vũ đập xong rồi. Bây giờ là nói chung là tới chừng đó mình đánh một trận một ha. Đánh trận chiến này trận lớn ha. Đánh một trận này còn hơn là trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa của chú anh chị. Rồi, thôi vậy con có mà xin xuống clip rồi cô chú anh chị, bữa nay cũng khuya đó rồi, thôi bây giờ con cũng xin chào cô chú anh chị mình và hẹn gặp lại ha. Dạ thì bây giờ nó cũng 1 giờ mấy rồi, thu hôm qua có 10 phút cô chú anh chị ha. Rồi thôi vậy con xin chào cô chú anh chị mình và hẹn gặp lại. Rồi thì chúc cô chú anh chị mình ngủ ngon, và con cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và anh em mình đã ủng hộ con trước giờ. À, cô chú anh chị mình cũng luôn đồng hành con ha. Rồi thì con cũng cảm ơn nhiều và con hẹn gặp lại nha. Rồi dạ thôi thì con xin xuống clip đây ạ. Dạ.